Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, ở phần video trước thì cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn với phần đảo ngữ với các trạng từ phủ định và đảo ngữ với những cụm từ có chứa từ. Bây giờ cô sẽ chuyển cho cô sang loại đảo ngữ thứ ba của chúng ta là đảo ngữ với only. Đảo ngữ với only nó sẽ có cần lời, cần lời dạng này. Cô sẽ có only after, đằng sau nó sẽ cộng với chủ ngữ vấp, sau đó cộng đến mệnh đề đảo ngữ. Nghe này, only after cộng với chủ ngữ vấp tức là cộng một mệnh đề sau đó đến trợ động từ chủ ngữ vậy chúng ta sẽ cộng với động từ vậy nó sẽ là only after cộng chủ ngữ cộng động từ đằng sau cộng trợ động từ cộng chủ ngữ cộng động từ thì chúng ta có thể nói gọn lại là only after cộng mệnh đề rồi đằng sau đến cộng đến mệnh đề đảo ngữ ví dụ trong câu sau Only after I had left home thì I had left home của chúng ta sẽ đóng vai trò là mệnh đề đúng không ạ? Đằng sau cô sẽ có mệnh đề đảo ngữ là did I be like. Tiếp theo loại thứ hai đó là only after có thể cộng với một danh từ đúng không ạ? Hoặc có thể cộng với một verb in đó nhá. Nó có thể cộng với một danh từ cũng có thể cộng một verb in. Rồi đằng sau nó sẽ đến mệnh đề đảo ngữ. Ví dụ, only after his father, retirement did he take over the company. Tiếp theo chúng ta sẽ có loại đảo ngữ thứ ba đó là only by. Trong cái phần này là only by. Sau so, only by chỉ có thể cộng verb in mà thôi, Xong đó cộng đến mệnh đề đảo ngữ. Ví dụ, only by starting hard. Đằng sau mệnh đề đảo ngữ là can you pass the exam? Tiếp theo cô sẽ có đảo ngữ của only if. Only if là phải có mệnh đề rồi. Only if cộng với chủ ngữ verb đằng sau cộng mệnh đề đảo ngữ. Ví dụ, only if you practice, uh, sorry, only if you promise to keep secret when I tell you about it. Tiếp theo cô sẽ có là only when cũng đằng sau cộng mệnh đề rồi sau đó đến mệnh đề đảo ngữ. Ví dụ trong cái câu sau, only when you grow up, can you understand the matter? Trong trường này em sẽ có can you understand là mệnh đề đảo ngữ. Ở trên là when I tell you cũng là mệnh đề đảo ngữ đúng không? ạ? Thì cô sẽ có only with cộng danh từ đằng sau cũng cạnh mệnh đề đảo ngữ. Ví dụ only with the help can you manage. Alright, can you manage? Thế mà ngoài ra chúng ta còn có gì nữa? Chúng ta còn có only once, only later, only in this way, only then đằng sau cũng cộng mệnh đề đảo ngữ. Yeah, ví dụ only once have I met, only later did I realize. Được không ạ? Tiếng này cô sẽ có loại đảo ngữ tiếp theo đó là đảo ngữ với từ hardly và no sooner. Cô sẽ có là hardly, barely, scarcely cộng với hết cộng chủ ngữ cộng vấp P2 cộng với when cộng chủ ngữ cộng vấp quá khứ đơn, đúng không ạ? Bằng cấu trúc no sooner cộng hết cộng chủ ngữ cộng vấp P2 cộng dơn cộng chủ ngữ cộng vấp quá khứ đơn. Cái công thức này nó rất là phổ biến chúng ta được học ở trong khóa của chúng ta rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Ở trong này cô sẽ có hardly thì had I đi với when đúng không ạ? Nó chung là cũng có had I nhưng nó đi với then. Ok. Rồi các bạn thân mến, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng áp dụng hai cái phần lý thuyết số 3 và số 4 của đạo ngữ để chúng ta sẽ làm cho cô bài tập sau nhé. Giờ cô sẽ có một số bài tập cho các bạn để áp dụng, chúng ta sẽ cùng làm này. Tài liệu này của chúng ta, bạn nhớ cho cô là tài liệu này của chúng ta lấy ra được ở trong từ trong khóa học của chúng ta ra. Đấy, cô sẽ có, cô sẽ chữa bằng phương pháp điền đầy này. Với câu số 4 của chúng ta, Cô sẽ nhắc lại công thức cho các bạn một lần nữa cho các bạn nhớ nhé. Hardly cộng với head cộng chủ ngữ cộng verb p cộng với when cộng chủ ngữ cộng verb chia quá khứ đơn. Nghĩa của cấu trúc này là ngay khi hoặc vừa mới thì hardly phải có head hạ head xuống. Sau hết phải có chủ ngữ hạ ai xuống đúng không ạ? Sau đó đến gì tiếp theo? Begun hạ xuống. To apologize when tiếp tục đằng sau không đổi. Xong câu số 4 của chúng ta Rất là đơn giản phải không ạ Tiếp theo sẽ chuyển đến cô sang câu số 6 của chúng ta Thì cô lại có cấu trúc như sau này Hardly thì đi với when Thế còn cô lại có cấu trúc No thì đi với then Đi với then nhá Thì cô sẽ có câu số 6 của chúng ta là No sooner phải có head Hạ he xuống The couple Hạ couple xuống Xong đến gì nữa Arrive Than Chấm chấm Đúng không ạ ở à, tiếp này cô sẽ có câu tiếp theo của cô đó là câu số 11 của chúng ta. Với câu 11 bạn nhớ chưa cô là với cái câu mà có as chúng ta sẽ phải viết bằng vế đằng sau của as trước. Nhớ đấy là một mẹo làm. Vậy cô sẽ có no cộng với head sau so hết cộng với chủ ngữ là he, So return chúng ta đưa xuống đây là returned, đúng không? From heat work, from heat work, phải, à không phải, sorry, then he got down, To writing the letter Đến chữ letter chúng ta dừng lại Câu số 12 của chúng ta với Hartley này Hartley phải có hết Hartley had She begun Ok, to speak Before đổi thành gì ạ? When people started interrupting her Rồi, cô sẽ có câu số 13 của chúng ta với only when Thì cô sẽ có công thức của only when như sau này Only when đằng sau cộng chủ ngữ vấp phải, xong đến mệnh đề đảo ngữ cô viết tắt. Vậy cô sẽ căn cứ bằng when từ đây trở đi đúng không ạ? Cô chép lại only when they told me about it. đúng không ạ? Only when they told me about it. Sau đó chúng ta sẽ đảo ngữ này. Cô căn cứ bằng realize động từ quá khứ cô sẽ là did I realize what I had missed. Sao? Tiếp theo cô sẽ có câu sau. Các bạn sẽ theo dõi cho cô một số câu nữa để chúng ta sẽ thành thạo phần này nhé. Giờ yeah, cô sẽ có câu tiếp theo của cô. Đó là câu số 7 của chúng ta. Câu 17 của chúng ta cô sẽ có viết bằng only by. Bạn nhìn thấy trong câu của cô có by cô tận dụng điều đấy luôn. Thế cô sẽ là only by training hard. Ok, every day. Rồi, sau đó chúng ta sẽ có này. Ở đằng trước của chúng ta sẽ có chủ ngữ là you, động từ là can become. Bây giờ cô sẽ đảo can lên trước. Can you become a good athlete? A good athlete. Đó, xong câu đấy của chúng ta. Cô sẽ có câu 19 của chúng ta viết bằng only after này. Trong câu sẵn có only after rồi, cô hạ lại thôi ạ. Only after he had explained Okay, Oliver the here he explain it. The fourth term. Fourth term. Sau cô sẽ căn cứ bằng understood. Trong đó chúng ta sẽ có understood là quá khứ của understand đúng không ạ? Vậy cô sẽ phải mượn trợ động từ là did. Okay, I really. Từ này có không được không? Có không được đúng không? Understand it. Đã mượn trợ động từ thì động từ không chia nữa nhé. understand it. Sao Cô sẽ có câu sau của chúng ta này câu 2 của chúng ta viết bằng cấu trúc của Hartley. Hartley là phải có hết. Hartley had the doctor. Kiff fallen asleep. When the telephone wake him up. Xong. Thế này cô sẽ có câu tiếp theo của chúng ta. Đúng là chúng ta sẽ có câu tiếp theo của chúng ta này. Đó là câu số... Cô sẽ có câu sau này. Câu số 36 của chúng ta với Oli Thế cô sẽ có only, trong này là có sẵn only by rồi đúng không ạ? Sau only by cộng với bình thì cô có hard work thì cô sẽ đổi thành working hard. Only by working hard. For he managed. Quá khứ cô sẽ đảo ngữ lên thành did he manage. Ok, to pop the exam. Đến chữ x exam dừng lại nhé. Rồi, xong. So. Cô sẽ có câu 37 của chúng ta với hardly. Hardly là phải có hết he, got into the bath. Chấm chấm đằng sau giữ nguyên không đổi đó Vẫn là when mà. Cô sẽ có câu 42 của chúng ta với nó. Sau nó phải có head I got outside. Đúng không? Outside không có nó no nữa đến gì ạ? Then it began to rain không đổi. Được không ạ? Tiếp theo cô sẽ có câu số 45 của chúng ta với only when. Thế cô sẽ có only when speak có s nhé. Chờ only when chúng ta căn cứ bằng when của bề trên luôn. He is here. Phải đằng sau speak của chúng ta có s, cô sẽ mượn trọng từ là da his speak English. Xong. Tiếp theo ấy cô sẽ có câu số 450 của chúng ta. Câu số 50 chúng ta sẽ căn cứ bằng as Viết bằng phía sau vậy cô sẽ là no sooner had. Ok sorry em câu 50 trùng rồi, đúng không ạ? Câu số 51 của chúng ta nó có hết head she put up. Theo công thức là xong nó cũng hết câu chủ ngữ cộng vấp P2 thôi ạ. À. Put up her umbrella. Umbrella. Before đổi thành gì ạ? À? Then the rain came down in torrent. Cô sẽ có câu số 52 của chúng ta về only sau So only phải cộng một vấp in. Đúng không ạ? Bạn, nếu bạn muốn cứu đôi mắt của bạn, bạn phải phẫu thuật ngay lập tức. Vậy chỉ bằng cách phẫu thuật ngay lập tức only by operating. Okay, immediately. Immediately. Okay, phải đằng sau này bạn mới có thể cứu được đôi mắt của bạn. Vậy cô có thể dùng là can you serve the answer? Yeah, the answer. Xong. So, cô sẽ có câu số 253 của chúng ta. Hardly had she begun to speak. Before đổi thành gì ạ? When people started interrupting her. Câu số 54 của chúng ta với no sooner. No sooner had some run. À sorry, no chúng ta sẽ có viết bằng vế sau của SNS. Vậy cô sẽ là no sooner had the buckler. Left the building. Then someone rang The alarms Xong, đúng không ạ? Cô sẽ có câu số 15 của chúng ta Về only when Only when cộng với một mệnh đề Chúng ta lấy luôn được when đấy cho cô, đúng không ạ? Only when they Told me Chờ bấm chấm đến chỗ later Sau đó cô sẽ căn cứ bằng Realize, cô sẽ có là Did I realize What I had missed Ok, các bạn thân mến, vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn chữa được đến phần thứ tư của phần đảo ngữ rồi. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần video tiếp theo, chúng ta sẽ học sang loại đảo ngữ tiếp theo nhé.